Mua nick Liên Quân Free Fire uy tín, chất lượng, giá rẻ, hãy đến với shop kho@rẻ.com. Link shop có dưới phần mô tả. Kính mời, kính mời. Vậy, hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì anh em muốn chơi vị tướng Alan nhưng mà chưa biết cách ra lên băng ngọc phù hiệu. Đấy, mình để mình câu cá cái coi. Giật này. Thì anh em chưa biết chơi vị tướng Alan, chưa biết cái băng ngọc phù hiệu và lối lên đồ như thế nào để mà Alan nó mạnh nhất, chém sướng nhất. Đấy, thì anh em xem clip này anh em sẽ biết nha. Đấy, mình sẽ chia sẻ chi tiết cái cách chơi này, cách combo, cái nội tại, cái phù hiệu và cái băng ngọc, cái lối lên đồ của vị tướng Alan này cho anh em xem. Đấy, thì Alan trong trận đấu này thì mình sẽ cầm đi rừng nha anh em. Đấy, thì mình sẽ cầm đi rừng, bên kia có mấy con bắt chó nó vô anh em ạ. Mày bắt chó với ai hả? Rồi sao? Mất luôn khô máu thôi anh em ạ. Mày một thằng sắp mặt là nè. Chạy đi đâu nữa không? Chạy đi đâu nữa các bạn ơi. Đấy, cuối cùng vào nó bắt chó, nó bắt luôn cái bùa đó nhờ mình rồi anh em ạ. Cày thế nha. Hơi bị cay anh em ạ. Anh đi rừng mà bị cướp bùa như thế này là mình bực lắm á nha. Tí nữa là mình chém không chặt phát nào những cái thằng mà bắt chó vô đây, nó bắt cẩu mất con chó của mình đi. Cay lắm anh em ơi. Đi rừng mà cứ bị mất bùa xanh bùa đỏ là rất là bực mình. Ai anh em thấy không? Bây giờ mình vẫn chưa lên được cấp 3 kìa. Đấy. Thì anh em muốn chơi tốt vị tướng Alan á thì đầu tiên thì anh em phải như thế nào? Từ từ mình chém ở đây xong anh em sẽ biết. Mày hả bử? Nằm im gâu, đem số đi con ơi. À mày nữa hả? Quất luôn, mày chạy ra con trai. Có chiêu cuối rồi anh em, từ từ hết chiêu cuối. Nào, quên đây chiêu cuối này. Giấc, giấc, giấc. Úi xùi, ui, cay thế nhà. Anh em thấy không? Pa đó đi rất không chết kìa anh em ạ. À. Thì anh em muốn chơi tốt vị tướng Alan á, thì anh em phải biết được cái nội tại của vị tướng Alan. Đấy, thì đầu tiên thì Alan có cái nội tại là kiếm gầm nha anh em, cái tên là kiếm gầm. Đấy, thì mình sẽ đọc cái nội tại cho anh em ngay. Thì nội tại của Alan là đòn đánh thường của Alan gồm 4 thức, gây tổng cộng 7 lần chém và không bị ảnh hưởng bởi tốc đánh. Khi tấn công địch sẽ cộng dồn thành dấu ấn song kiếm. 6 đòn chém đầu tiên bao gồm cả sát thương vật lý và sát thương phép. Đòn đánh thường cuối cùng gây sát thương chuẩn. Ngoài ra cứ 1% tốc đánh sẽ chuyển thành 2 công vật lý. Tung đòn đánh thường và kiếm lưu ngăn trúng tướng địch sẽ cộng dồn giúp tăng 2% miễn thương và 4% xuyên giáp trong vòng 1.5 giây. Đợt đủ 8 lần sẽ giúp bản thân hồi 8% máu đã mất, đủ 16 lần thì sẽ hồi máu gấp đôi. Đấy, thì cái nội tại của Alan thì nó sẽ chém vừa có sát thương vật lý và nói chung cơ bản là vừa có sát thương vật lý vừa có sát thương phép. Đấy, thì mỗi phần trăm tốc đánh nó sẽ chuyển thành 2 công vật lý nha anh em. Đấy, tí thì mà anh em sẽ lợi dụng cái nội tại này để anh em lên cái vuốt hung tàn anh em ạ. Khi mà anh em chém nó rất là nhanh, khi mà chém càng ngày nó càng nhanh thì cái lượng chuyển cái phần trăm tốc đánh đó sang cái công vật lý nó rất là lớn. Đấy, bây giờ mình sẽ xuống mình tiêu diệt mang quýnh lộn dưới đây. Cậu bay cứ ít máu mà cứ đồ quýnh lộn biết là sao ê. Bây giờ rồi cái bùa xanh này là của ai? Thôi mình không có ai giữ thì mình vô mình quất luôn. Tiền đường công tác cho mình xin nha bạn ơi. Cái ra nó không vô nó ăn anh em ơi. Ui dùi. Kê rồi. Thảo tệ. Chết nó không chết anh em ơi. Đấy, thì pha này mình sẽ từ từ để nó vô cái đó anh em ạ. Chứ không có thể nào mà đánh trong cái thế như thế này được. Thế này là thứ nhất là AD mình nó chưa lên, thứ hai là chỉ có một mình với một thằng tân cơ, trong khi đó là team nó có 3 thằng. Nên mình chạy về mình đi farm tiếp cái đó. Về cái chiêu thức của Alan á thì Alan á thì nó có đấy, thì nó có là cái chiêu thứ nhất của Alan là nó có cái tên đó là kiếm lưu nhăn nha anh em. Kiếm lưu ngăn là Alan là tung kiếm. Gồm có 4 thức gây tổng cộng 9 lần sát thương. Đòn đánh thường đầu tiên sẽ sát tung tướng địch ở gần và trong đó 7 đòn chém đầu sẽ gây hỗn hợp là 40% công vật lý và sát thương phép. Có nghĩa là vừa chém sát thương phép và vừa chém công vật lý luôn anh em ạ. Nếu mà 2 đòn chém cuối sẽ gây 60% vật lý và cộng cho 80 công vật lý sát thương chuẩn nha anh em. Cái đòn cuối cùng là nó chém sát thương chuẩn.
Đấy, kèm theo là kích hoạt số lần là dấu ấn song kiếm. Thức đầu tiên cộng dồn đủ 3 lần sẽ giúp bản thân tan miễn khống chế. Đấy, thì như vậy thì Alan nó sẽ chém cái chiêu 1 thì nó sẽ vừa gây sát thương phép và vừa gây sát thương vật lý. Và đòn hai cái đòn đến cuối thì nó gây sát thương chuẩn nha nè. Ai mà đập cái trụ trước, trụ hết cái trụ liền, bốc hơi liền anh em ạ. Rồi xong luôn, quất luôn, có máu luôn, mình có chiêu cuối là mình cứ hủ bóp có tròn anh em ạ. Đấy, đó là thôi, không được thì thôi, rút. Về cái chiêu thức thứ hai của vị tướng Alan là kiếm tỏa mệnh nha anh em. Alan là vung kiếm lướt theo hướng chỉ định gây 200 cộng cho 50% công vật lý là sát thương vật lý lên những cái kẻ địch mà trúng cái đường lướt. Thì mà cái kẻ địch đầu tiên mà dính cái chiêu này á, thì sẽ bị định thân trong vòng mỗi cấp cộng cho 0.2 giây, có nghĩa là nó sẽ bị định thân anh em ạ. Nếu anh em lướt cái chiêu 2 mà trúng nó sẽ bị định thân nha anh em. Tối đa có dự trữ 2 lần và mỗi 10 lần giây thì mỗi 10 giây thì tích lũy 1 lần chịu ảnh hưởng hồi chiêu từ trang bị. Đấy, thôi mình tát anh em ạ. Ui giời, cái trụ nó bắn gần chết kìa. Về chiêu cuối của Alan á thì là kiếm tất sát nha anh em. Đấy, anh em nhớ mấy cái tên này. Đấy, thì Alan sẽ lập tức biến mất và khóa một tướng địch. Thì sau 1.5 giây thì hắn sẽ phóng xuống vị trí kẻ địch và gây 300 cộng cho 12% máu hiện tại của mục tiêu, cộng cho mỗi 50% công phải lấy cộng cho 1% sát thương. Đấy, nó rất là rườm rà đúng không anh em, sát thương chuẩn nha anh em. Đấy, mỗi khi trúng thêm một tướng địch sẽ sát thương sẽ tăng thêm là 25, tối đa là 50%. Đấy, rất là rườm rà. Hiệu ứng chiêu thức sẽ căn cứ vào địch bị khóa và là tướng địch hay tướng đồng minh. Đấy, thì cái chiêu cuối này nó có thể là bay vào tướng địch cũng được mà bay vào tướng đồng minh cũng được. Đấy, thì nó sẽ có như cái chiêu thức nó như vậy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi ăn cái từ từ mình sẽ núp đây chờ ra quất luôn cái ui không sọt qua được cái bùa đỏ anh em ạ. Đấy, không sọt được qua cái bùa đỏ. Đấy, thì mình sẽ chém cái bùa đỏ này trước, mình ăn cái bùa đỏ này của cái thằng Kera của tem bạn luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi farm tiếp ra anh em ạ. Này thì mình chém cái trụ này trước anh em ạ. Đấy, thì cái chiêu thức của Alan nó có thể khóa tướng địch và chiêu cuối của Alan nó có thể khóa tướng địch và tướng mình. Nãy mày chạy đâu mày, quất mày luôn, khô máu mày luôn. Đấy, chạy đâu hả con sâu, chạy ui dù. Có chết hay không, chết ngắt anh em ơi. Hãy siêu việt rồi mình sẽ chém luôn. Đấy, mình nấp. Ai hèn quá này em ơi, có thằng nào ở đây không? Tao té gấp, giết người xong là chạy thôi. Ném đá dấu tay anh em ạ. Đấy, ném đá dấu tay. Đấy, té thôi anh em, té gấp, không có đứng đó được. Đấy, bởi vì mình mới giết được có 3 mạng, chưa có xanh lắm nha anh em. Bây giờ mình đi phạm tiếp cái đó. Đấy, thì cái chiêu thức của Alan á, cái chiêu 2 anh em phải sọt cho trúng mục tiêu tướng địch nha. Thì nó sẽ gây cái định thân. Đấy, nó định thân của tướng địch lại thì anh em sẽ rất là dễ chơi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi lên đây mình ganh những cái bạn ở trên này. Ha, bùa đỏ, nhà có chó không ta? Có chó không mình cướp miếng rồi. Mày ở bự. Chạy này hay lắm anh ra ơi. Ui giời, bá đạo luôn anh em ạ. Hãy pha đó thì bắn ra đã bắn ủi ra khỏi cái trụ nên là rất là dễ chơi. Thì đối với vị tướng Alan này thì anh em dùng chiêu thức là nó phải chuẩn ở cái chiêu 2 nha anh em. Anh em dùng chuẩn thì nó sẽ khóa được tính địch, nó sẽ tạo lợi thế, rất là nhiều lợi thế cho mình. Hãy thì bây giờ mình sẽ núp bụi đây. Hãy thì bây giờ mình sẽ lấy nội tại nha anh em. Mình chém 3 cái, mình lấy 3 nội tại ấy, 3 đường dưới mình sẽ lướt vào. Khi mà anh em lấy được cái nội tại, 3 cái nội tại đó mà anh em lướt vào trúng tướng địch, nó sẽ khóa tướng địch rất là nhiều và nó sẽ khi mà anh em chém chiêu 1 nó sẽ gây sát thương rất là lớn. Đấy, bởi vì nó cộng dồn giữa cái kiếm lưu ngăn và cái đòn đánh thường anh em ạ. Là cộng dồn giữa cái chiêu 1 và cái chiêu đánh thường của mình thì nó sẽ gây được cái nhiều sát thương hơn. Đấy, thì bây giờ tem địch đó bị dồn vào trong chân tường anh em ạ. Dồn vào trong nên là nó sẽ rất là khó đi farm, thì bây giờ mình sẽ đẩy những cái đường lính này lên.
Tưởng đâu Kera nó bay ra thì mày sắp mặt lời với anh nha. Ấy, ui dùi ui, làm gì vậy? Ê, thao thao thao, em xin lỗi, em sai, em sai. Sai, em sai rồi, và em trở lại, em lợi hại hơn xưa. Quất khô máu. Chuyện gì phải sáng, đúng rồi, chuyện gì phải sáng dứt luôn. Ấy anh em thấy không, ấy, truyền thiết ấy. Bởi vì Alan nó có sự miễn thương nha anh em. Khi mà anh em bay chưa cúi xuống là nó tăng cái miễn thương cho mình. Và nó gây sát thương chuẩn. Chém rất là sướng, nó hút máu khá là nhiều nữa. Hãy thì anh em thấy không, khắp pha đó mình gần hết máu nhưng mà mình có miễn thương cái rồi mình chém nó rất là hút máu rất là nhiều. Thôi bây giờ mình sẽ đi farm nha anh em, farm cho nó lấy lại lượng máu cái đó. Khi mà lấy lại lượng máu rồi thì mình sẽ lên chiến tiếp. Việc của mình là chỉ đi farm và đi chiến thôi, giết người thôi, có gì đâu, phải sáng mới có 6 mạng mà chưa có nhiều đâu anh em ạ. Vậy thì bây giờ mình sẽ farm cho đủ cái lượng đồ của mình, rồi mình sẽ đánh cho anh em xem. Khi mà đủ lượng đồ thì Alan rất là bá đạo. Hãy chém, anh em thấy chém nó ra sát thương chuẩn màu trắng trắng không? Đó là những sát thương chuẩn đến từ Alan đó nha anh em. Vậy thì mình sẽ vô ăn cái con rồng này với các bạn Patrick. Hãy đâm mình khá là lớn, con rồng chỉ chém hai cái là nó mất mạng rồi. Anh Kera kìa anh em ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy nội tại ở đây rồi. Khi mà lấy được 3 nội tại, từ hết nội tại đó anh em. 1, 2, 1, 2, 3. Không có thằng nào nhào về, nhào vào mình cắn miếng nào. Út ta ta, ui dùi ui. Kìa, mình sẽ lấy nội tại nha anh em. Cứ đứng, anh em cứ đứng trong bụi lấy nội tại chém thường anh em ạ. Chém thường đủ 3 cái đi. Rồi bây giờ không có thì thôi mình sẽ ulti luôn. Ui dùi ui, nó chạy đâu rồi ta. Cay thế nhờ. Cày thế nha, và đó không chết cái thằng ngộ không anh em ạ. Ấy thì cái chiêu thức chiêu thức của chiêu một kiếm lưu ngăn của vị tướng Alan nó sẽ bị đứng lại một chỗ và nó chém liên tục nha anh em, nên là khi mà anh em dùng chiêu một là anh em không thể di chuyển. Ấy thì đó là cũng là một cái thế bất lợi cho cái vị tướng Alan. Nếu mà anh em bị những con tướng nhưng mà AD nó đứng ngoài nó bán thì nếu mà đứng mình chém một chỗ thì nó bán cũng sắp mặt lại chứ có đâu mà đứng đó mà chém nó đúng không. Ui dù ui, làm gì vậy bạn ơi, không có dễ gì đâu chém mình. Bởi vì bạn bay vào mình thì mình sẽ dùng chiêu cuối. Đấy, khi mà mình dùng chiêu cuối là mình sẽ lật kèo outplay bạn liền. Đấy, nên kia ra không dám ra là đúng rồi anh em ạ. Đấy, thì mình sẽ đẩy lính xung quanh này lên nha anh em. Đấy, thì tên bạn có vị tướng đi rất thủ nhà rất là kỹ. Trong khi đó cái thằng rừng, cái thằng ngộ không ở trên kia nó đi để láng kìa anh em ạ. Thằng này láo thế nhỉ. Mình ghét nhất cái loại mà đi để láng trên kia nè anh em. Đó anh em thấy không, nhấp nháy nhấp nhô đó. Bây giờ mình sẽ lên mình canh mai mình hiếp nó thử có được hay không. Nhưng mà chắc chắn là không được anh em ạ. Tại vì ngộ không nó có chiêu tàng hình. Mình không có tàng hình thì mình nó tàng hình thì mình chả thấy được đâu. Mày hả bự, chà đâu ta. Ui dùi, nó hắt nổ mình kìa anh em ạ. Đấy, biết ngay mà không bắt được nó đâu. Đấy, pha đó nó lủi, nó biết nó tàng hình xong nó chạy ngược về lại là chịu thôi. Ở trên kia thì nó ăn luôn cái con quái nhỏ kìa anh em ạ. Thôi thì mình sẽ làm nhiệm vụ là đẩy lính cho anh em trên kia nó đánh. Đấy, mà khi mà không có mình thì trên kia nó bị toàn sót hết anh em ạ. Đấy, anh em thấy không, thấy cái sự lợi hại của cái việc đi đẩy lẻ không. Khi mà anh em đánh mà thua kèo thì anh em cũng cử ra một vị tướng cơ động, hoặc là một vị tướng có cái chiêu thức nào lướt nhanh, chạy nhanh, hoặc là tầng hình như vị tướng ngọc không để đi để lẻ, sẽ tạo lợi thế cho team, cho nó farm. Đấy, thì như vậy thì team có thời gian farm thì nó sẽ xanh hơn một tí. Hay bây giờ thì mình sẽ đi farm tiếp tục, bởi vì team mình nó đang ở trong bằng trong hồ nước nó đếm số anh em ạ. Đấy, cày thế chứ. Bây giờ mình sẽ nấp, mình lấy nội tại này anh em ạ. Rồi mình sẽ bay ra mình dứt cần này. Ui anh tay luôn anh em ạ. Mày một mình tao cho phép chém. Chém. Anh em thấy mình chém hai thằng đó lật bắn họng liền á chưa. Ui dùi ui, cái bạn ngồi không đã bắn để giết được cái bạn ra giết của tên mình luôn anh em ạ. Đấy, thì mình tiêu diệt được hai bạn, một bạn AD, một bạn tanker của team địch. Đấy, cũng khá là càng ở ván game này. Mày hả, đi rắc đi rắc đi luôn đi bạn ơi. Đi luôn mà. Ui dùi, sao mình ulti không được ta. Bị choáng nhiều quá. Cày thế nha. Lùi 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 thế này mà. Mình đang có nội tại nhưng mình phải lùi. Mình phải lùi một nhịp để mình đi farm cho nó lấy máu lại nha anh em. Đấy, thì trong thời gian này mình sẽ đi farm mình lấy máu lại để cho
cây mình có lượng máu cơ bản rồi đó. Rồi mình sẽ ăn cái con tọt thần Sisa này. Sau khi ăn tọt thần Sisa này thì mình sẽ kết thúc ván game luôn anh em ạ. Nãy giờ anh em thấy Alan nó chém có những cái pha mà nó giật cái anti lên trắng, một cái tóm đam sát thương chuẩn hết chưa, màu trắng đó anh em ạ. Khi đó là những cái sát thương chuẩn của Alan nha anh em. Đấy, thì bây giờ mình sẽ biến về để mình thả con tà thằng Sisa. Ui dù ui, Rajet nó chết hoài anh em ạ. Những cái pha như vậy mà các bạn chết như vậy thì mình sẽ thiếu người, team mình nó sẽ thiếu người nha các bạn ơi. Khi mà rừng đi ăn thì các bạn phải đừng có lên combat chứ lì. Hiện tại thì mình đã giết được 8 mạng rồi, nhưng mà hiện tại team mình Rajet với Van Heo nó nằm im gu rồi anh em ạ. Nó nằm im râu luôn, nó không tên gì luôn, ngồi đem show mic rồi mà. Bây giờ mình sẽ xuống mình tiêu diệt mày hả bự, chạy đâu con trai. Ui dù nó hấp thu kìa anh em ạ, quất luôn, chơi luôn, khô máu luôn bạn ơi, giật luôn. Bây giờ thằng nào vô mình sẽ ulti nha anh em, mình ulti thằng này trước, quất luôn, giật luôn, khô máu luôn. Một mình tao chấp hết, chém. Nãy giờ anh em thấy không, Alan khá là mạnh nha anh em, thằng thánh luôn, giết được 2 bạn đó luôn. Đấy, anh em thấy không, hãy cuối game rồi, một mình có thể cân được 2-3 mạng nếu có sự hỗ trợ của team mình nữa là thì cần tốt nha anh em. Hãy khi mà anh em cuối game rồi thì anh em cứ đánh thường, sau gần hết máu thì anh em ulti, hoặc là anh em có thể ulti để chấm dứt tướng địch rồi. Thằng này chết chắc luôn hay chưa, chấm dứt luôn vì tướng Kera của team bạn. Thì bây giờ là mình sẽ vô trong nhà mình đập luôn cái nhà nha anh em, chứ để cuối game rồi là team mình nó overlay, nó bị ngâu đá ngâu đứt ngâu điếc nữa, rồi nó lại không ăn nhà mà nó lại bị outplay game nữa. Thôi thì bây giờ sẽ tới cái phần bản ngọc phù hiệu và lối lên đồ của vị tướng Alan chuẩn nhất cho anh em. Về bản ngọc của vị tướng Alan thì mình sẽ gắn cho anh em xem nha. Đầu tiên về ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn 5 viên tỷ lệ chí mạng nha, 5 viên tỷ lệ chí mạng và 5 viên sát thương chí mạng cho mình, có nghĩa là vừa có chí mạng vừa có sát thương chí mạng đó anh em ạ. Về ngọc lộc thì anh em sẽ gắn 10 viên tốc đánh tốc chạy cho mình. Về ngọc tím thì mình gắn 10 viên tốc đánh tốc chạy, còn ngọc lộc thì anh em sẽ gắn 10 viên cọc vật lý và xiên giáp nha nè, cần vật lý 0.9 và xiên giáp 6.4. Đấy, sau khi mình gắn ngọc cho Alain xong á thì có thuộc tính chung của Alain á thì mình cũng hay đọc là Alain hoặc Alain cũng được thôi nè. Này thì con vật lý cộng 9, tỷ lệ chí mạng là 11.5%, xuyên giáp là 64, sát thương chí mạng là 18% và tốc chạy là 10% và tốc đánh là 10%. 10% tốc đánh này nó sẽ chuyển thành con vật lý cho Alan nha anh em. Về cái phù hiệu của vị tướng Alan thì đầu tiên anh em sẽ lên cái vật hỗn mang, tiếp theo là anh em sẽ chọn cái lướt tan. Này thì anh em sẽ lướt và có chi lướt. Tiếp theo anh em sẽ chọn cái cường công và anh em sẽ chọn cái sát thương kéo dài này anh em ạ. Hãy cái đấu khí này, sau khi tung chiêu vượt đoạn đánh thường trúng đối địch sẽ tăng hiệu ứng tối đa cộng dòng 10 tầng, khi đủ 10 tầng sẽ được hồi máu và chiêu đánh ra sẽ gây sát thương chuẩn. Dòng dưới thì anh em sẽ chọn cái thành khởi nguyên và chọn cái bổ mạng cho mình, cái siêu hồi máu á. Tiếp theo là anh em sẽ chọn cái thành khởi nguyên và chọn cái hạ tăng sát thương, bởi vì Alan đi rừng cũng khá là mạnh. Về trang bị của vị tướng Alan đi rừng thì anh em sẽ chọn cái cung bảo tố cho mình. Đấy, thì nó tăng nhiều phần trăm sức phần trăm tốc đánh thì nó sẽ chuyển thành công vật lý khá là nhiều. Lên cái giày kiên cường cho mình. Món thứ ba thì anh em sẽ lên cái thánh kiếm. Món thứ tư thì anh em lên vuốt không toàn. Đấy, cái vuốt không toàn này là khi mà anh em đánh thường á, thì nó sẽ tăng 10% kéo dài 2 giây cộng dòng là 5 lần. Đấy, nếu mà 5 lần mà tính tới cộng dòng lên là 5 lần á, thì nhân 2 lên là 50%, thì khi mà 50% mà nhân cho 2 năm vật lý thì nó sẽ được là 100% công vật lý cho vị tướng Alan sau khi mà match nội tại nha anh em. Món thứ 5 thì anh em sẽ chọn cái quân chương Troy. Món cuối cùng anh em sẽ nên cái nan Frick. Đấy. Đây là mình vừa mới chia sẻ cái bản ngọc phù hiệu và cái trang bị của vị tướng Alan. Thì chúc anh em xem clip vui vẻ. Nếu thấy hay thì anh em hãy bấm đăng ký kênh và bấm cái chuông để khi mình ra clip thì anh em là người xem đầu tiên. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.